Vâng, em xưởng làm xe Tuấn Anh xin chào tất cả anh em cô dì chú bác đã quay trở lại với xưởng em trong buổi chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ ba ngày 24 tháng 10 năm 2023 thì bên xưởng em lại chính thức review cho anh em một mẫu xe Min dọn màu xanh nhà binh. Chiếc xe này thì được bên xưởng em dọn lại cho anh khách đến từ Lai Châu. Và xe thì được bên xưởng em hôm nay đã làm xong và chuẩn bị bàn giao cho anh ấy trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì em sẽ gửi xe khách lên Lai Châu cho anh ấy. Chiếc này có biển số 18Z18316. Bên nhà em đã lên hoàn thiện xong và chỉ chờ bàn giao cho khách thôi. Em đi quay cái xe và video cho anh em cùng tham khảo, cũng như khách của em được biết là xe đã lên xong và chuẩn bị bàn giao về với chủ nhân của em nó. Các bác có nhu cầu thì xin liên hệ với em qua số điện thoại 0353252351, cũng như Zalo của em là 0353252351. Đây là một chiếc xe dọn mới từ A đến Z bên xưởng em. Với đơn giá đặt hàng thì anh em có nhiều lựa chọn, anh em có nhu cầu đặt thì cứ liên hệ em. Sau đây em sẽ đi chi tiết một vòng chiếc xe này để đỡ làm mất thời gian theo dõi của các bác và anh em. Thì như mọi khi là em vẫn quảng cáo cho anh em là thứ nhất là sơn bên nhà em là vỏ sơn ô tô, khung sườn sơn tĩnh điện các bác nhé. Tất cả xe bên nhà em làm đều số khung số máy, chuẩn khung máy, giấy tờ đảm bảo pháp lý cho các bác. Chế thì em lắp chế zin và đã được căn lại toàn bộ, không chảy một giọt xăng nào. Khóa xăng thay mới, lọc xăng thay mới, máy móc thì được bên xưởng em bắn cát này, cần số gần đẹp thay mới mà lại đây. Vành bánh xăm lốp mới tinh các bác nhá. Chiếc này thì được lắp hai hộp đồ này. Đấy. Thụt này đã được lên thụt nhồi ti nhật nha các bác nhá. Các bác đánh giá xe bên nhà em làm này là các bác biết này, xăm lốp mới tinh này. Chiếc xe này thì được gửi về Lai Châu cho anh ấy mừng tè các bác nhá. Đồng hồ công tơ mét hoạt động đầy đủ, nốt báo xi nhan đầy đủ anh em nhé. Đấy, tất cả các chi tiết được bên xưởng em làm mới từ con ốc đến bu lông. Thì lâu lắm rồi em không review những chiếc Min cho các bác cùng theo dõi, thì hôm nay em sẽ lại tiếp tục có một chiếc xe về với Lai Châu để em review cho các bác cùng tham khảo. Xe lắp hai hộp đồ để cho anh ấy tiện bỏ đồ nghề và áo mưa, hành trang để đi phượt, đi chơi. Đèn hậu tất cả mọi thứ được thay mới hoàn toàn nhé. Ốc nhái được thay mới, ốc zin bô biếc đã được xi mạ lại hoàn toàn các bác nhé. Đấy, máy móc này được bắn cát để mộc rất là sạch sẽ luôn các bác nhé. Đấy, em tranh thủ một lúc buổi chiều em đi quay cho các bác cùng tham khảo. Bát cổ phốt đã lên bi vòng nha các bác. Đấy, thì chiếc xe này là em không bán vì chiếc xe này nó là theo đơn đặt hàng của anh em, thì em sẽ test cho anh em để anh em biết là xe đã xong. Thứ nhất là phần xi nhan bên tay trái này, xi nhan bên tay phải này, xi nhan phải sau này, xi nhan trái sau này, đèn phanh viếc đầy đủ nha các bác nhé. Đây. Đấy, thì em test chiếc xe này cho anh em cùng tham khảo, cũng như khách của em được biết là nó xong rồi này. Thì bác nào có nhu cầu thì xin liên hệ với em qua số điện thoại 0353252351. Xe thì bên này em đó là xe đặt hàng rồi nhá, nên là anh em không cần phải hỏi chiếc này có bán hay không nhá. Anh em có nhu cầu xin liên hệ với em qua số điện thoại em vừa mới đọc cho các bác đấy. Máy móc điện đóm đã lên IC rồi nhá các bác. Đấy, chỉ nhẹ phát là nổ nhá. Đấy, máy móc điện đóm, bên máy móc này em đã làm lại hết toàn bộ rồi nhá. Đấy, đèn còi đầy đủ này, pha cốt đầy đủ nha anh em nhá. Đấy, thì bác nào có nhu cầu thì xin liên hệ với em qua số điện thoại mà em vừa đọc cho các bác nhé. Các bác cứ liên hệ với em là có xe, xe đã được làm lại toàn bộ rồi. Ô biết, máy móc phải êm đẹp nha các bác nhé. Đấy. Đấy, anh em có nhu cầu thì xin liên hệ này. Em muốn quay qua chi tiết chiếc xe này cho các bác. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ em qua số điện thoại em vừa đọc nhé. Thế trên cả xe nha các bác nhé. Đấy, đèn đó có thứ sáng choang này. Con này mà về Sơn La Mường Tè thì chạy chấm hết luôn anh em nhé. Đấy thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Để bắt đầu về dọn đồ. Đây, xe chỉ nhẹ chân là nổ ha các bác nhá. Đấy, nhẹ chân là nổ thôi. Mới tinh. Và anh em không phải suy nghĩ gì về vấn đề
Điện đóm xăng cộ bên nhà em đã làm lại hết các thứ cho các bác rồi nhá. Thì em cũng xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh em.